Rồi, ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với trực tiếp game. Ok, nếu mà anh em có theo dõi ở trên cái fanpage trực tiếp game ngày hôm nay thì tôi có giới thiệu đấy anh em mà tôi vừa mới hoàn thành một cái sản phẩm, nói chung là một cái sản phẩm mà tôi cũng khá là yêu thích và tâm đắc. Nó là một cái tôi cứ gọi vui thôi, nó là một cái máy chơi game. Máy chơi game này tôi gọi tên nó là TTG Game System, viết tắt là TGS. Thực ra nói thì nói vui vậy thôi, thực sự đây nó là một cái máy chơi game. Nếu chúng ta hiểu thêm cái nghĩa nó đơn giản, một cái nghĩa nó tổng quát nhất thì đây là một cái máy chơi game, và tôi đã ngồi mày mò trong vòng mấy ngày vừa qua để mà build nó. Thì đây anh em có thể nhìn thấy ở trên camera đây. Anh em nhìn thấy đây chính là cái con console TTG Game System do tôi tự chế. Rồi. Nó đi kèm với cả tay cầm PS3. Cái máy chơi game này của tôi thì nó có thể kết nối được với tay cầm PS3, tay cầm Xbox 360 hoặc là một số loại tay cầm khác, kể cả loại không dây lẫn loại có dây. Đương nhiên để mà kết nối dễ nhất thì anh em nên dùng tay cầm Xbox hoặc là tay cầm PS3. Thì kết nối sẽ dễ dàng nhất. Đây tôi đang dùng tay cầm PS3. Tôi mua một cái tay cầm PS3 cũ, nó khoảng 400k. Anh em không thích tay cầm không dây thì anh em thể dùng tay cầm có dây thoải mái. Tay cầm có dây thì chắc là bây giờ tôi thấy tay cầm có dây đâu nó chỉ rơi vào khoảng tầm chưa 100.000. Những cái tay cầm rẻ tiền chưa 100.000, thậm chí là 150.000 hoặc 200.000 đó, thì nó đi cầm ở tay cầm này. Còn đây, nhưng đây chỉ là cái diễn viên phụ thôi, còn đây là diễn viên chính. Đây là cái máy console TTG Game System đấy, cứ gọi vui thế thôi. Nó được chế ra, nếu mà anh em nhìn thấy thì nó được chế ra từ một cái thứ nó cũng khá là quen thuộc thôi. Anh em nhìn đây cho anh em sẽ nhận ra, mà tôi sẽ nói về nó sau. Còn trước tiên là tôi phải nói với anh em mà tại sao tôi lại ngồi tôi mày mò tôi làm ra cái máy chơi game này. Tại sao tôi lại mày mò tôi ngồi tôi làm ra cái máy chơi game này thì cho phép tôi trình bày một chút. Đây anh em có thể nhìn thấy cái máy, đây là những cái hệ máy, đây đều là những cái hệ máy mà nó huyền thoại, những cái hệ máy cổ huyền thoại đã từng ra mắt cách đây từ 15 đến 20 năm, thậm chí là nhiều hơn, thậm chí là 30 năm rồi. Nó đã từng khiến cho game thủ trên toàn thế giới ăn ngủ không yên. Tôi có thể anh em thể nhìn thấy máy đầu tiên, máy điện tử 4 nút rồi Famicom, hoặc là phiên bản tên tiếng phương Tây là NES, rồi SNES đấy, rồi điện tử 6 nút. Nếu mà anh em đã từng chơi điện tử 6 nút ngày xưa, chắc là anh em tôi đã từng chơi điện tử 6 nút ngày xưa, nên tôi rất là quen thuộc với con máy màu đen thứ ba này. Nó là con Genesis, Sega Genesis, Game Boy Advance, không thể nào bỏ qua được một trong hệ máy cầm tay cực kỳ nổi tiếng của Nintendo. Nintendo DS cũng rất nổi tiếng, bá chủ coi như là hệ máy chơi game cầm tay trên toàn thế giới, đánh bại cả PSP của Sony. Và đương nhiên rồi, cái ứng viên cuối cùng anh em thấy ở dưới cùng, nó là PS1 PlayStation, hệ máy đầu tiên của Sony ra mắt, đánh dấu cái bước chuyển mình, bước nhảy của Sony vào trong thị trường game console. Thì đây nó là tôi chỉ đưa ra ở đây là tổng cộng là 6 cái hệ máy, 6 cái hệ máy, có thể nói là hệ máy chơi game cổ mà nổi tiếng nhất từ trước đến giờ. Vậy thì sẽ thế nào khi mà chúng ta có thể chơi, có một cái thiết bị chơi game, một cái máy chơi game mà chúng ta có thể chơi được tất cả những tựa game trên 6 hệ máy này, nhưng chỉ trên một cái máy chơi game mà thôi. Đó. Thì và chính là đây. Chính là đây. TTG Game System hoặc là TTG Gaming System, máy chơi game của trực tiếp game do Dũng CT tự chế. Rồi. Đây tôi nói qua về cái việc nói tiếp về cái việc là tại sao tôi lại chế ra cái máy này. Tôi mày mò tôi chế, tôi mod, tôi custom ra cái máy này. Bởi vì là tại sao? Có lẽ là
trong cái thời đại bây giờ thì người ta đang chạy theo những cái tựa game đồ họa đỉnh cao, bom tấn 3D mô phỏng thực, gần như người ta đang có xu thế chạy theo tựa game như vậy. Anh em xem tôi chơi cái con game trên PS4, anh em xem tôi chơi những cái con game mới trên PC bây giờ, con nào đồ họa cũng rất khủng, ví dụ Red Dead Redemption 2 hoặc là Spider-Man hoặc là Battlefield 5 tôi vừa mới chơi xong, tất cả đều hướng đến đồ họa rất là chân thực, rất là đẹp, rất lung linh. Tuy nhiên đổi ngược trở lại là gì? Đổi ngược trở lại, chúng ta lại phải mất rất nhiều tiền. Đó, chúng ta lại mất rất nhiều tiền xây dựng một bộ máy chơi game PC bình thường có thể lên đến 15 20 triệu là ít nhất, thậm chí lên đến nhiều hơn 40 50 triệu cũng có, mà 200 300 triệu cũng có. Hoặc là anh em mua PS4 hoặc là Xbox One, con số cũng lên đến chục triệu anh em thể mua được để mà chơi được. Đó là chưa kể tiền mua game. Đấy. Rồi kể cả anh em có mua cái con tự cái console chơi game nó cũ hơn một chút, thí dụ như là PS3 cho Xbox 360 chẳng, anh em cũng phải mất khoảng 3 triệu, từ 2 đến 3 triệu. Đấy, mà nó cũng là máy cũ. Thế thì ở đây tôi có cái máy chơi game này của tôi, nó chỉ dao động, tôi tính tổng số tiền tôi mất ra cho cái để tôi chế được ra cái máy này, nó chỉ tốn của chúng ta khoảng dưới 2 triệu đồng. Dưới 2 triệu đồng nhá, dưới 2 triệu đồng. Nhưng nó có thể chơi được, như tôi đã nói với anh em ấy, nó có thể chơi được tất cả những tựa game của cả 6 hệ máy ở trên màn hình anh em đang nhìn thấy. 4 nút SNES, 6 nút Game Boy, Nintendo DS, PS1, thậm chí là kể cả hệ máy game thùng. Thế thì đương nhiên rồi, nhiều anh em sẽ đặt dấu hỏi là tôi bây giờ tôi không có nhu cầu tiết kiệm, tôi có tiền việc gì, tại sao tôi phải đi build một cái con hệ máy nó cổ điển, chơi mấy con game cổ điển như này làm gì. Thì tôi cũng phải nói thật với anh em là như này, game bây giờ rất đẹp, rất đẹp, đúng rồi, rất đẹp, nhưng không phải một con game nào cũng mang lại cho anh em cái cảm giác thực sự là hứng thú khi chơi, hoặc là mang lại cho chúng ta một cái cốt truyện đỉnh cao mà không bao giờ già cỗi cả. Tôi ví dụ như là khi anh em chơi, kể cả bây giờ luôn, anh em mà ngồi chơi một con game từ 4 nút, thí dụ như Mario hoặc Kage hoặc Ninja Gaiden, chúng tôi có thể đảm bảo với anh em là anh em cứ thử cắm vào trong cái tivi ở phòng anh em và anh em chơi, sẽ anh em sẽ cảm thấy nó có những cái thứ rất fun mà anh em nhiều khi không tìm thấy được trong những cái máy chơi game, trong cái tựa game mà đồ họa nó bóng bẩy bây giờ, hoặc trên một số cái con game mà đỉnh cao huyền thoại từ trước giờ. Thí dụ tất nhiên là thuộc cái dòng RPG, thuộc dòng nhập vai JRPG, thí dụ như Chrono Trigger hoặc Chrono Cross hoặc Final Fantasy 7 8 9 hoặc Suikoden, rồi vân vân và vân vân, rất nhiều con game nhập vai cổ điển khác của Nhật Bản đã từng làm mưa làm gió, và đến tận bây giờ nếu mà anh em xem điểm số của nó trên bảng xếp hạng thì tôi ví dụ như Chrono Trigger vẫn là một trong con game mà hiếm hoi được tất cả các tạp chí về game đều phải đánh giá nó là con số 10 trên 10, giá trị của nó vẫn tồn tại cho đến tận hiện tại. Mặc dù đồ họa của những con game, của những cái tựa game trên 6 cái hệ máy mà tôi đang cho anh em xem ở đây, nó có thể không đẹp, nó có thể đến bây giờ anh nhìn nhiều người có thể là cười nhạo nó, có thể cho rằng nhìn trong cái này bây giờ còn chơi à, nhưng anh em cứ tưởng tượng, tôi đảm bảo với anh em rằng một ngày anh em ngồi ở nhà, anh em nằm trên giường, anh em cắm máy vào trong cái tivi, anh em nằm, anh em đắp chăn và em ngồi chơi, anh em thưởng thức cốt truyện của nó thì nó không hề tồi chút nào, nếu không muốn nói là vẫn rất hay. Đặc biệt là những anh em nào mà là fan hâm mộ, coi như là fan lâu năm của dòng game nhập vai RPG, RPG của Nhật Bản, không bao giờ là lỗi thời con game như vậy. Và tôi cũng là một trong những game thủ đang muốn tìm về những cái giá trị xưa cũ như vậy. Chính vì vậy tôi mới tự build lên cái con TGS này, con máy chơi game này. Thế đây tôi giới thiệu qua với anh em luôn, đầu tiên là tôi giới thiệu qua, nói rông dài quá, thôi rồi giới thiệu luôn vào trong cái máy của tôi có những cái gì đây. Anh em nhìn thấy chưa? Nó được chế từ cái vỏ iPhone. Từ cái vỏ iPhone.
một cái vỏ iPhone sau khi đã dùng rồi vứt đi. Tôi nói thật là tôi đi xin được cái vỏ iPhone này. Tôi có anh bạn quen làm ở cái tiệm bán iPhone, sửa iPhone cũ, và tôi xin anh ấy thôi. Tôi thấy có cái ở, tôi đến quán tôi thấy có cái này, bảo anh cho em cái này. Bảo đấy mày cầm mày đồ vứt đi mà. Đấy tôi cầm về tôi cho anh em thể nhìn thấy đây. Đây là cái tản nhiệt, một cái bộ quạt tản nhiệt ở giữa chạy giống kiểu như là trên cái con lò phản ứng hạt nhân ở trên ngực Iron Man. Khi mà chúng ta cắm điện, quạt đấy sẽ chạy, anh em sẽ nghe thấy tiếng quạt chạy. Nó là quạt tản nhiệt của cái máy chơi game này, có cả đèn bên trong màu đỏ bên trong đấy. Máy chơi game của tôi có những cái gì đây, tôi có thể cho anh em nhìn thấy đây. Nó có 4 cổng USB ở phía sau và một cổng cắm cả dây mạng bình thường. Anh em có thể cắm cái dây mạng này vào để anh em làm một số cái thứ việc mà tôi sẽ nói với anh em sau nhá. Mà nếu mà anh em không muốn cắm dây mạng, con máy chơi game TGS này của tôi có thể kết nối được Wi-Fi nhá. Bluetooth Wi-Fi nó có đầy đủ để kết nối. Đương nhiên rồi, tại sao phải có Bluetooth thì tôi mới kết nối được đến cái tay cầm PS3 này, đấy là điều đương nhiên rồi đúng không? Còn cả Wi-Fi nữa cũng kết nối được. Ngoài ra, ở đây anh em thấy nó có 3 cổng khác. Một là cổng nguồn. Hai, cổng HDMI để anh em thể cắm ra TV. Ba, jack cắm tai nghe 3.5. Quen thuộc rồi không phải nói nữa. Đó. Thì đây là cái cổng kết nối trên con máy chơi game do tôi tự chế, đây những cổng kết nối. Còn lại xung quanh là một màu trắng ngọc trinh thôi, xung quanh là một màu trắng ngọc trinh. Đấy. Con máy này tôi nhắc lại có thể chơi được tất cả những tựa game, tất cả những tựa game, tất cả những tựa game của 6 cái hệ máy mà tôi cho anh em nhìn trên hình ở đây, nó có thể chơi được hết. Anh em có thể copy, không phải như những cái máy chơi game khác anh em bị cố định ở trong bao nhiêu con game, chúng ta không xóa được, chúng ta không thêm được. Ở đây anh em hoàn toàn có thể xóa thêm thoải mái, copy vào thoải mái, mà thậm chí copy game vào cũng cực kỳ dễ dàng, không cần phải USB, không cần phải gì cả. Anh em có thể để cái con máy này, để cái con máy này ở phòng khách của anh em hoặc phòng ngủ của anh em, anh em cắm vào TV anh em để đó, và anh em muốn copy vào nó gì, anh em có thể vào máy tính của mình và anh em copy game vào ngay máy tính, mà game tự động xin từ máy tính của anh em, PC của anh em sang con máy chơi game này. Tôi cứ giả dụ anh em ở, anh em có một cái phòng làm việc, anh em có PC anh em để ở đấy, trong khi đấy con máy này anh em đặt ở phòng khách, TV phòng khách, hoặc anh em đặt ở phòng ngủ, anh em không cần phải muốn copy game, em không cần phải lích kích cầm cái USB anh em cắm vào máy tính anh em cóp vào, xong anh em lại cắm vào đây để anh em copy game ra, không cần. Anh em hoàn toàn có thể sang phòng làm việc của mình, anh em dùng một cái trình copy game đã được sản xuất ra sẵn, anh em cóp vào và tự động sau khi cóp xong anh em quay trở lại phòng khách, quay trở lại phòng ngủ của mình và tựa game đó đã nằm trong này rồi. Rất tiện lợi, rất tiện lợi. Tôi đã phải nghiên cứu, tôi đã phải suy nghĩ và nghiên cứu, cũng phải mất khoảng thời gian để mà tôi xây dựng cái tính năng như thế. Thực ra những tính năng này có sẵn rồi, nhưng mà mình kết hợp cái tính năng đấy lại để chúng ta có được cái máy chơi game nó tiện lợi cho chúng ta, đặt ở bất cứ đâu chúng ta cũng có thể chơi được. Ê, anh em đợi một tí để tôi sẽ mở cái máy này ra để mà anh em biết được là đằng trong nó có cái gì, và tôi cũng sẽ nói luôn với anh em những cái linh kiện mà tôi đã mua để mà tôi có thể custom ra cái máy này. Ok, rồi mở ra hơi khó một tí, mở ra sẽ hơi khó một tí, nhưng mà nói chung là cái cơ chế của nó thì nó cũng đơn giản thôi, vẫn là mở một cái hộp iPhone bình thường. Anh em mua iPhone về, anh em nào mà nhà giàu mua iPhone về cho anh em đều biết. Chúng ta vẫn mở ra bình thường thôi đây. Đây là sau khi tôi mở ra tôi sẽ zoom cái camera vào đây để mà anh em có thể nhìn thấy rõ ràng hơn trong này có những cái gì. Đây. Bên ngoài nhìn trông nó có thể màu trắng ngọc trinh như thế, nhưng mà bên trong thì nó lại rất là bình thường và tầm thường. Anh em có thể thấy ở đây, đây là cái bộ não của cái máy chơi game này, bộ não của máy chơi game này thực chất nó là cái con Pi 3B cộng. Thực chất là con Pi 3B cộng mà tôi đã mua nó với cái giá là hơn 1 triệu đồng. Nó giống như là một cái cỗ máy
mini vậy, nó giúp xử lý tất cả những cái tác vụ. Nó bao gồm CPU, bao gồm RAM, nó bao gồm tất cả những thành phần cần thiết để chúng ta có thể giống như một cái máy tính nhỏ gọn vậy. Nhưng ở đây nó đảm nhiệm cái vai trò đó là xử lý tất cả những tựa game của tôi. Anh có thể nhìn thấy ở đây là tôi đã, đây là cái quạt tản nhiệt tôi đã dán vào cái vỏ iPhone phía trên và tôi cắm vào trong cái pi 3 cộng này và trong cái pi 3 cộng. Ngoài ra có một cái đèn LED nữa, anh em thấy cái đèn LED này cũng được cắm vào cái pi 3 cộng. Sau khi chúng ta cắm điện vào, tự động nhé, tự động quạt sẽ quay để nó hút gió từ trong cái bên trong này ra, bên trong cái hộp này ra. Đèn LED cũng sẽ sáng để chúng ta có thể nhìn, chúng ta biết được là à máy đã chạy. Hút gió ra tại sao? Bởi vì là cái cỗ máy nằm bên trong này nó sẽ, khi mà nó chạy nó sẽ khá là nóng, nó sẽ khá là nóng. Đây anh em nhìn kỹ vào bên trong, thấy bên trong nó có cái mạch, bên trong nó có cái mạch, tôi đã có dán dặn tản nhiệt tất cả thứ rồi. Nhưng mà nằm trong cái hộp này thì nhiều khi nó sẽ hơi bí, cho nên nó cần có một cái quạt hút nhiệt, nó cần có một cái quạt hút nhiệt ra. Tôi đã làm cái quạt hút nhiệt đàng hoàng đó. Thì đây là bên trong, tôi nói luôn với anh em về giá thành tôi mua cái pi 3 cộng này, cái bộ não của cái máy chơi game của tôi, giá của nó là hơn 1 triệu. Cái vỏ này, một cái vỏ bảo vệ này tôi mua nó khoảng tầm, là nó khoảng tầm 200k. Quạt tản nhiệt mua mất ở đâu 100k thì phải. Đèn LED thì rẻ hơn, rất rẻ, đèn LED thì rất rẻ thôi, có mười mấy nghìn thôi. Đấy, nếu mà anh em tính ra thì nó, à còn tôi quên mất không giới thiệu với anh em, đây là cái bộ nguồn nữa. Có cái bộ nguồn nữa, bộ nguồn này mua thì nó cũng mất gần 200k cho cái bộ nguồn này. Cho nên mà anh em tính tổng cái giá tiền, giá thành của cái máy chơi game này ra thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1,5 triệu. Khoảng tầm 1,5 triệu. Đương nhiên rồi, đây là cái giá mà chúng ta mua linh kiện của những cái shop người ta đã, mà người ta đã có lãi rồi. Thành ra nếu mà giá gốc của nó sẽ rẻ rất là nhiều, giá gốc của nó rẻ rất nhiều. Nếu mà tính toán ra chuẩn giá gốc của cái máy này, tính toán chuẩn giá gốc thì mà chúng ta mua, mà chúng ta không phải mua qua cái shop buôn bán bên ngoài ấy, thì nó sẽ khoảng tầm dưới 1,2 triệu, hoặc nó chỉ còn tầm 1 triệu thôi là anh em thể build cái này rồi. Tương lai TTG shop của tôi thì sẽ, nếu mà tương lai thôi, tôi đang nói chuyện tương lai có thể rồi, bọn tôi sẽ nghiên cứu để nhập những hàng này về với cái giá thành rất là phải chăng, rất rẻ so với Việt Nam bán hiện tại. Thì để mà anh em nào có hứng thú vọc vạch giống như tôi, anh em hoàn toàn có thể tậu về và anh em tự build một cái máy chơi game như thế này. Đấy, đây là hệ thống bên trong. Đấy, sau khi mà bên trong này rồi, chúng ta chỉ có phải đậy nó lại như này thôi. Ở đây tôi đã khoét cái gọi là tôi đã khoét cái này ra để chúng ta có nhìn trông nó pro như này. Đấy, tôi dùng dao thôi, bình thường thôi, cái này tôi dùng thước, tôi vạch ra xem là chúng ta nên cắt ở đâu, sau đó tôi dùng cái dao bình thường và tôi cắt thôi. Đấy. Thế thì nhiều anh em có thể là sẽ hỏi là anh thừa hơi ra mà anh đi làm ra một cái hộp như này, sao anh không để cái máy pi 3 cộng nó trần ở bên trong mà anh dùng. Tôi thì tôi thật là như này, tôi luôn hướng đến là chúng ta xây được một cái, à, tôi tự build một cái gì đó mà tôi nhìn trông nó phải có một cái cảm quan. Đương nhiên nhiều anh em nhìn có thể anh em chê xấu thì ok, nhưng dù sao nó cũng có một cái nét gì đó của một cái bộ máy chơi game. Chúng ta để ở phòng khách, chúng ta để ở phòng ngủ, hoặc chúng ta để ở đâu đấy bên cạnh cái tivi của chúng ta, nhìn nó phải có cái nét gì đấy trông nó đẹp đẹp, nó sang sang một tí, và nó phải có cái nét cái máy chơi game một tí. Chứ còn nếu mà chỉ để mỗi cái mảng bảng mạch bên trong, xong ta cắm điện vào nhìn trông rất là chán đúng không? Đấy nên tôi đã mày mò mất mấy ngày để tôi build cái này ra. À, sức mạnh của cái máy này thì nó bao gồm có CPU của nó là 1,4 GHz, RAM 1 GB nhá. Nó chạy bằng nguồn, đây anh em thể nhìn thấy nó chạy bằng cái nguồn 3A, 5V 3A. Đó, anh em có thể sử dụng một số cái nguồn nó yếu hơn, nhẹ hơn, ví dụ như là nguồn anh em sử dụng để sạc điện thoại hoặc là sạc iPhone thôi cũng được. Nhưng mà đương nhiên với cái nguồn mà nó không, nó cũng có thể giúp cho cái máy nó chạy chạy được,
Nhưng nhiều khi chơi cái game nặng thì có thể là tôi chưa thử bao giờ, nhưng mà có thể chạy một số game nặng thì có thể là nó sẽ không tải được chăng. Nhưng tốt nhất là anh em nên dùng cái bộ nguồn đi theo này, hoặc là nếu mà bí quá thì anh có thể dùng bộ nguồn anh em dùng để sạc iPhone hoặc là sạc Android. Nhưng mà có thể là hiệu năng của máy có thể nó sẽ không được bằng như bình thường. Rồi đấy, đây là cái máy, còn bây giờ nó chạy thử như thế nào, nó chạy thử như thế nào mới là điều quan trọng đúng không? Tôi sẽ bắt đầu demo cho anh em, tôi sẽ chạy thử một số những con game để mà anh em thấy nó chạy như thế nào. Rồi ok, đầu tiên chúng ta lắp đặt vào rất là dễ dàng thôi. À tôi quên mất, tôi không nói với anh em là anh em mua tay thì anh em phải mua ở ngoài. Như tôi đã nói đấy, nếu mà anh em thích tay không dây, anh em mua tay Xbox không dây hoặc tay PS3 không dây thì anh em hoàn toàn có thể đặt tivi ở xa và anh em ngồi ở ghế salon hoặc anh em ngồi ở đâu đấy trên giường, hoặc anh em nằm trên giường anh em cầm và anh em chơi thoải mái trên tivi của mình. Còn nếu mà anh em không thích mất nhiều tiền để mua, dụ tôi mua cái tay này cũ rồi khoảng 500k 400 500k này, mà còn nếu mà anh em mua tay cầm Xbox mà không dây thì còn đắt hơn nữa, tay cầm Xbox không dây đâu có thể lên tầm 800k hay một củ, đắt hơn nữa. Nên nếu mà anh em nào tiết kiệm anh em có thể hoàn toàn mua những cái tay có dây, những cái tay có dây bây giờ bán những cái tay cầm có dây nó chỉ rơi vào khoảng tầm 150 200 thôi, rẻ hơn. Đấy, rẻ hơn rất nhiều. Cái việc đầu tiên của tôi là gì? Tôi cắm điện mà thôi. Đây là cổng nguồn. Tôi nói với anh em cổng nguồn đấy, tôi cắm. Đây là cổng gì? Đây là cổng micro USB chứ có gì đâu. Micro USB anh em vẫn dùng để sạc cho những cái điện thoại Android đấy. Micro USB đó, dây bình thường chúng ta cắm vào. Một cái cổng rất là quen thuộc. Cho nên là nếu mà anh em nào mà thích, anh em có thể mất cái bộ nguồn này, chẳng may đánh mất chẳng hạn, anh em có thể hoàn toàn dùng cái dây sạc điện thoại của anh em và anh em cắm vào cái bộ nguồn anh em hay dùng để sạc điện thoại cũng được, không sao cả. Nhưng tốt nhất anh em nên dùng cái bộ nguồn nó cao hơn, dùng bộ nguồn dùng để sạc iPad ấy cũng được, tạm được nhé. Ok rồi, sau khi cái này xong tôi sẽ gắn, đây là cổng HDMI tôi cắm vào trong cái màn hình em nhìn thấy đây. Ở nhà anh em có thể dùng tivi, tivi nhà anh em thì bây giờ tôi nghĩ là bây giờ tivi nhà anh em thì hầu hết là cũng đều là có cổng HDMI rồi, màn hình phẳng đều có HDMI hết, chứ hiếm tivi nào bây giờ vẫn còn có như là dùng cái cổng 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 ngày xưa, cổng xanh đỏ ngày xưa thì tôi nghĩ là hiếm. Mà kể cả anh em dùng cổng xanh đỏ ngày xưa thì anh em vẫn có thể em cắm được bằng cách là mua một cái cổng chuyển từ HDMI sang cái cổng ngày xưa đấy. Nhưng mà đây USB đương nhiên rồi, rất là phổ biến rồi, tôi sẽ cắm USB vào đây. Ok. Đó. Này thôi. Cắm đầu USB và cắm nguồn thế là xong. Nếu như chúng ta có tay cầm không dây như vậy là xong. Không có phải thêm bất cứ thứ gì. Còn nếu mà anh em dùng tay cầm có dây thì ở đây anh em nhìn thấy đây, có bốn cổng USB chúng ta cắm. Anh em có cắm đến bốn cái tay vào cũng được. Nhá. Ok. Rồi. Cắm vào xong, bây giờ chúng ta sẽ cắm điện cái này lên thôi. Cắm điện nó lên thôi. À, ok. Sau khi mà cắm điện xong thì có lẽ là anh em sẽ nghe thấy nó có cái tiếng quạt chạy hơi u u một tí. Tớ để đến gần đây anh em xem anh em nghe được không nhé. Hơi có một chút tiếng thôi. Bên trong anh em sẽ thấy là đèn sáng. Đèn sáng bên trong và quạt đã chạy rồi. À, bên trong có đèn sáng để báo hiệu chúng ta là máy đã chạy. Ok, thế thôi. Và bây giờ kết nối đến máy rất đơn giản thôi. Anh em nhìn này, tôi bấm PS3. Bấm này. Xong, đã kết nối xong. Tay cầm đã kết nối xong vào máy. Đơn giản, nhanh gọn như PS3. Đó. Thế mới là TTG Game System chứ. Rồi ok. Nào, bây giờ tôi sẽ zoom vào trong cái màn hình nhá, để anh em xem là cái hệ điều hành của cái máy chơi game này nó như thế nào. Tôi sẽ zoom vào cái màn hình đây cho anh em nhìn. Rồi, nó hơi nghiêng một tí, anh em thông cảm nhé. Hơi nghiêng một tí. Đây, tôi quay này ra cho anh em có thêm cái góc nhìn nó ok một tí. Rồi. Đây, anh em chịu khó nhìn tạm này nhé. Đây, tôi có thể dùng
tay cầm rồi di chuyển. Anh em có thể thấy là cái giao diện nó mang đậm cái giao diện rất là hiện đại, nhìn rất là đẹp, rất là đẹp. Và anh em hoàn toàn có thể thay đổi một số cái màu được, ví dụ tôi có thể thay đổi màu ở đây, user interface appearance, ta có thể hoàn toàn chỉnh sửa được. Tôi không thích cái màu tím mộng mơ như này, tôi là màu khác, midnight blue, màu vàng golden, nhìn trông cho nó pro, hoặc electric blue nhìn dịu mắt đẹp. Đó. Upper green, undersea, volcanic red. Đấy. Hay là để màu đỏ này trông cho nó quỳnh nhỉ. Hoặc đơn giản anh em nào không thích cầu kỳ để màu, đây là màu trắng, màu trắng thì đương nhiên chúng ta không nhìn thấy gì rồi. Đó. Để màu đỏ này trông cho nó ấy nhá. Rồi đấy, đây là cái giao diện. Bây giờ ở đây tôi đã copy game vào trong rồi. Tôi đã copy game vào trong rồi. Và như lúc nãy tôi đã nói với anh em ấy, có hẳn một cái, có hẳn một cái coi như là phần mềm ở trên PC giúp chúng ta có thể connect được đến cái máy chơi game. Đây. Anh em hơi khó nhìn một tí tại vì nó hơi sai, mà đây chính là cái phần mềm ở trên máy tính PC đây. Anh em hoàn toàn có thể đặt cái máy chơi game này ở phòng khách, ở phòng ngủ. Sau đó chúng ta sang phòng làm việc, chúng ta copy game vào và quay trở lại phòng khách và phòng ngủ là chúng ta đã có game trong đấy rồi. Không cần phải lick kích cầm USB đi, chúng ta copy xong ta lại mang lại, chúng ta lại cắm, rất mất thời gian. Copy hoàn toàn, tại sao? Bởi vì là chạy, bởi vì là cái máy chơi game của tôi nó có kết nối wifi, cho nên chỉ cần máy tính của anh em và cái máy chơi game này cùng kết nối vào một cái mạng ở trong nhà là chúng ta có thể connect hai thứ với nhau được để chúng ta copy game vào được nhá. Rồi quay trở lại với game. Đây, tôi sẽ chạy thử một cái con game. Đây anh em có thể thấy là tôi đã copy game của ba cái hệ máy vào đây đương nhiên rồi, tại vì là tôi cũng chưa copy những cái hệ máy khác, mà ba hệ máy đây anh em có thể nhìn thấy đây là Game Boy Advance này, đây là máy NES này, NES và SNES và PS1. Đó, ở đây anh em thấy ngay PS1 tôi đã có những con game mà nó đỉnh cao một thời, Chrono Cross, Final Fantasy 9, Grandia hay là Suikoden 2 đều là những cái tựa game RPG RPG đỉnh cao một thời cả. Trên hệ 4 nút tôi copy thử mấy con vào, và cũng là những cái con mà tôi rất yêu thích, đặc biệt là con Ninja Gaiden 3 này, một trong con game được mệnh danh là đắc sâu của hệ máy 4 nút ngày xưa. Tôi vẫn nhớ hồi bé, hồi học cấp 2 tôi đã từng ăn ngủ với con game này như thế nào, sự sung sướng của tôi khi mà tôi phá đảo được nó như thế nào. Rồi, và một loạt Super Mario, không còn lạ gì nữa, ba phiên bản Super Mario Bros 1, 2, 3. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy thử nhá. Nói nhiều không bằng chơi thử. Nào, chúng ta thử với Ninja Gaiden 3 xem là như nào. Chúng ta sẽ thấy ở đây anh em có thể run được hoàn toàn, hoặc là anh em thoát ra run. Đó, nhìn trong giao diện không khác gì so với PS3 cả. Run. Tôi cho to tiếng lên nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu vào thôi.
Đó. À, anh em xem thì do là cái webcam của tôi nên có thể là anh em xem cái hình ảnh sẽ thấy nó tốc độ nó hơi chậm, không phải là máy này nó chậm đâu. Mà máy hoàn toàn chạy rất là mượt, nhưng mà do cái webcam này nó quay thì cái tốc độ ghi của nó không được mượt cho lắm, nên anh em xem có thể là anh em thấy nó hơi chậm. Đó thì trong lúc chúng ta đang chơi nhá, con game này à, có cái con máy chơi game này nó hỗ trợ của tôi, nó hỗ trợ luôn là chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta xếp lại ở đây. Chúng ta thể hoàn toàn thể xếp cái tình trạng đang chơi lại, và sau này chúng ta muốn chơi tiếp chúng ta hoàn toàn chúng ta thể lốt cái tình trạng này ra. Thí dụ như tôi sẽ bây giờ tôi muốn lốt lại một cái màn chơi trước mà tôi đã chơi rồi chẳng hạn, tôi chỉ cần lốt state, tôi xếp vào tôi lốt lại cái màn từ trước tôi đã chơi nhé. Rồi, đó. Bây giờ tôi muốn thoát game chẳng hạn, rất đơn giản thôi. Ấn. Chúng ta close content lại. Sao? Đây là một trong con game mà tôi cực kỳ ưa thích ở trên hệ máy 4 nút ngày xưa. Đó. Vậy thì chúng ta chơi thử con Super Mario ở trên hệ máy Game Boy Advance xem sao. Một trong những con Super Mario Advance 3, một trong những con Super Mario rất hay ở trên hệ này. Mà tôi nghĩ là bất kỳ ai, kể cả chúng ta lớn hay chúng ta bé, chúng ta chơi, chúng ta sẽ đều tìm thấy những cái cảm giác nó rất là fun. Anh em nhìn tôi chơi, anh em có thể cảm nó chưa được fun lắm đâu, nhưng mà nếu mà anh em sờ tay thực sự vào và anh em chơi thì nó rất là fun. Đây, tôi sẽ chạy thử nhé. Đó, tôi vừa mới để cái loa nó vào gần để cho anh em nghe âm thanh nó dễ dàng hơn, để tôi để cái loa hơi xa cho anh em khó có thể nghe thấy được. Đó, thua rồi. À, demo cho anh em như vậy thôi. Đó. Vừa mới chơi một cái tựa game ở trên Game Boy ngày xưa. Những cái con game mà đều là thuộc thể loại mà huyền thoại của Nintendo cả. Rồi, tôi close content lại. Đó, bây giờ đấy là những cái tựa game mà rất là fun. Mà nếu mà khi nào chúng ta muốn thoải mái ngồi chơi ở phòng khách, ngồi chơi gọi là lúc nào mà chúng ta chơi nó funny thôi, không có try hard gì cả, không
không có gì cả. Chúng ta có thể chơi được những cái tựa game ở trên NES này, SNES này, rồi trên Game Boy. Còn bây giờ nếu đối với những cái fan hâm mộ lâu năm của dòng RPG thì sao? Thì sao? Bây giờ tôi sẽ chạy thử một con game đã quá nổi tiếng rồi, Final Fantasy 9 trên hệ máy PS1. Mời anh em xem. Nó sẽ chạy qua TTG Gaming System TGS như thế nào, có mượt hay không? Mời anh em xem. Đó. Tôi vừa mới demo thử cho anh em chơi con Final Fantasy 9, một trận con Final Fantasy rất hay và cũng rất phù hợp dành cho người mới làm quen với cái series Final Fantasy, với một cái cốt truyện rất nhẹ nhàng, sâu sắc, sâu lắng và để lại rất nhiều kỷ niệm. À, có thể là nhiều anh em sau khi xem thì sẽ cho rằng đồ họa xấu như này chơi cái gì, nhưng tôi thật với anh em luôn là anh em cứ chúng ta một cái tựa game không phải đồ họa của nó là cái thứ quyết định nó có hay hay không, mà cái thứ quyết định nó có hay không nó còn nằm ở rất nhiều thứ khác. Một cái cốt truyện sâu lắng, một cái gameplay ngon nghẻ,
sẽ giúp chúng ta thưởng thức con game hay hơn rất là nhiều. Ok. Rồi, thì nãy giờ demo cho anh em qua một số con. À, còn cái con nếu mà anh em chắc là đều biết đến Chrono Trigger rồi đúng không? Chrono Trigger là một trong những con game mà có thể nói là 10 trên 10 hết nhất mọi thời đại. Chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể chơi được Chrono Trigger chất đơn đà, rất đơn giản. Rất đơn giản. Thí dụ như tôi có thể hoàn toàn có thể load được cái con content từ máy của tôi, nếu mà tôi muốn chơi Chrono Trigger đây. Mà tôi có thể chọn được cái trình giả lập mà tôi muốn để giả lập con game này. Đó, Chrono Trigger. Có lẽ là những fan hâm mộ của dòng RPG, RPG huyền thuần túy chắc là nghe đến cái tên này, nghe những cái đoạn nhạc vừa rồi sẽ đều cảm thấy có gì đó nó bồi hồi xúc động. Ok, thực ra thì tối ngày hôm qua khi mà tôi nghỉ không stream, tôi cũng đã nằm ở phòng ngủ, cắm máy vào trong tivi, nằm đắp chăn, trời Hà Nội lại hơi xe lạnh, nằm đắp chăn bật cái quạt, sau đó ngồi chơi Final Fantasy 9. Một cảm giác sung sướng anh em ạ, cảm giác sung sướng mà có thể khó mà chúng ta tìm được ở trong cái tựa game ngày nay. Tôi thật với anh em luôn, anh em cứ chơi Final Fantasy 15, anh em sẽ không tìm được những cái giá trị năm xưa của dòng fantasy ngày xưa đâu. Tôi có thể khẳng định với anh em luôn là cốt truyện của những cái con game mà tôi vừa giới thiệu anh em, Chrono Trigger hoặc Final Fantasy 789 hoặc Grandier Chrono Cross hoặc kể cả Suikoden 2, cốt truyện nó không hề thua kém bất kỳ một con game nào bây giờ, mặc dù nó ra mắt cách đây đến mười mấy năm. Đơn cử như Suikoden 2 có đến 108 nhân vật phụ và chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp tổ đội 108 nhân vật này. Cái kết của tất cả những con game này đều có đến khoảng mười mấy cái kết tùy theo cái quá trình chúng ta chơi. Đừng, anh em đừng có nghĩ rằng là ôi dồi ôi, game ngày xưa thì cốt truyện đồ họa thì xấu, cốt truyện thì đơn giản, toàn những trẻ con, không có đâu nhé. Đó đây, tôi vừa mới demo qua cho anh em về cái máy chơi game cho tôi tự chế. Lúc nãy có thể nhiều anh em sẽ đặt dấu hỏi tại sao mấy con game mà tôi vừa chơi nó có màn hình nó có bị vuông. Bởi vì ngày xưa mà anh em, cách đây mười mấy năm thì lúc bấy giờ là tivi màn hình 16:9 như là bây giờ chưa có đâu. Chủ yếu là tivi màn hình vuông, cho nên là game họ cũng làm cho những cái máy màn hình vuông như thế. Thế nên là chúng ta chơi chúng ta sẽ thấy có cái khoảng đen ở hai bên màn hình vuông, nó cái chuyện đương nhiên thôi. Rồi, giới thiệu vui với anh em như vậy, giới thiệu vui với anh em như vậy. Một đây, giới thiệu vui với anh em như vậy. Tôi xin nhắc lại, đây là TTG Gaming System TGS do tôi tự chế.
Tương lai thì tôi cũng không biết là TTG Shop có thương mại hóa cái máy chơi game này hay không. Nhưng mà đương nhiên rồi, nếu mà có thương mại hóa thì cũng sẽ cố gắng để mà có được cái mức giá nó phù hợp nhất với anh em. Trên dưới 1 triệu thôi là anh em có thể chơi được rồi, là có thể dùng được rồi. Và tất nhiên rồi, sẽ không có cái không có vỏ iPhone này đâu ra để mà cho để mà làm cho anh em đâu. Bọn tôi sẽ có thương mại hóa, cũng chỉ thương mại hóa những cái đồ, cái lõi ở bên trong thôi, cái bộ não ở bên trong thôi, cùng với lại một số những cái thiết bị thẻ nhớ, rồi quạt tản, rồi tản nhiệt, hoặc là tay cầm để cho anh em có thể sắm thêm. Rồi, nói chuyện tương lai, tôi đang đây, tôi đang nói vui vui thế thôi. Rồi, rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye, see you again.